chung à? Chung. Chung dâu. Lá móng. Xanh lá móng nhìn là xa là biết rồi. Đấy, cái kiểu bệ dễ nhỏ mà gọn như này, chỉ có lá móng. Lá móng. Lá móng yêu thương này có những năm kinh điển sốt đắt kinh điển. Từ cái vùng Hoài Đức là thủ phủ của lá móng. Nói chung là Hà Tây của lá móng và rất chuộng lá móng. Đấy, bác. Đâu bò xung quanh cái khối đá này để xem điểm bắt đầu của nó là từ đâu. Đây, bắt đầu là từ đây lan ra này. Đấy, nó lan sang bên kia, nó ôm cái phiến đá thấm thủy. Cây của ai đây? Bắn cây. Hỏi cây kìa, hỏi cây kìa. Đang ngồi uống nước bên kia kìa. Cây của bác nào đây, ta bán. À đấy, bên này, chứ ở nhiều cây. Có thể là nhiều cây. À đúng rồi, hai cây. Đây là cái điểm bắt đầu này. Đang hỏi cây kia anh ạ. Đấy. Đi điện. Sao để cho nó nắm cái kim nó cuốn thì bận suốt nên không có thời gian về nhà. Chuẩn hay là chỉ kể chuẩn thì chuẩn tôi không chuẩn để anh lấy nhá. Bốn triệu rưỡi cái nhà, 4,5 triệu cái nhà biển kia. Móng này thì nhiều không anh Trung? Móng nha. 8 triệu. 8 triệu. À xi à, xi này. Ốp xi này. 8 triệu. Ách chà. Cổ cao quá nhỉ. Nhìn xa tưởng tượng vi. Ốp xi. Bóc bỏ cái này. Đấy, bên này chỗ này được. Để bóc bỏ rồi thì cái cổ này như nào? Cổ này mà bóc toang ra thì toang, thì toang thật. Chỗ này. Mà không bóc thì đúng là hiệu. Mà không bóc thì đúng là hiệu quả cổ của bác à? Chúng. À. Đấy, nhìn chỗ này thì ổn. À, nhưng mà nhìn chỗ này thì ai phải hiệu cao cổ. Đây, bắt ra đây. Bàn này đấy. Bỏ cái này đi. Bóc hết cái này đi. Này bóc hết cái này đi. Cái này bỏ. Đấy, như chỗ này được. Lấy cái cục ở dưới thì hỏng, mà lấy cả trên thì chỗ này nhiều cao cổ quá. Okay, chắc tiền nào cũng lấy thì nào về làm được đấy. Cuối. Để ra xem nào. Đấy, đẹp. Mini đẹp. Điền xịn. Đồn lực. Hôm nay vụ đào được không anh? 4,5 triệu. Và không bỏ vụ đào có được. Năm nay con thắng không? À, mỗi anh em được Tết. À, nhậu. Tết được rồi. con cục xi là bao nhiêu anh? Đấy, 5,5 triệu. 5,5 triệu. Anh em biết. Xi bút đỏ. Đấy, cây đấy về làm được đấy. Xinh đẹp.
u cục hết. Con này về đồ siêu mini không nào, mua về đẹp cầm tay. Đấy. À đấy, con này rất cổ quá, những vật cổ quá. Là quá. Đây là bao nhiêu tiền anh? 3 triệu rưỡi. Đấy, 3 triệu rưỡi. Ấm cung. Xong rồi thì việc chơi. Đấy, rất ấm cung. Co quái, rất là quái. Đây này. Tam điền, rất ấm cung. Tam điền đấy. Rồi. Đấy. Rất hay đấy. Rất hay ho đấy. Đấy. Trời kịch cây. Còn thích u cục thì con này. Đấy. U cục. Nên luôn kiểu cân vệ đẹp. Rất quái. Đẹp rồi. Đấy, con móng này là hay, ngày xưa bao tiền cái này đấy. Ngày xưa này nhiều đạn lắm. Và con móng này ngày xưa nhiều đạn lắm. Nhất là cái nhất là cái vùng Hoài Đức biết này, sốt trên quấn hòn đá nguyên bản chặt lâu lắm. Đá này làm mà nó có cái đồ hoang tự nhiên. Cái này. Rất hay. Đấy. Làm móng đấy. Om hòn đá nguyên bản. Đấy. Nhìn cái bệ móng nó rất là sạch, sướng. Cái lá nó sạch. Cả cái bệ rễ nó sạch. Chứ nó không dối như xanh quê. Cái làm móng này hình như là cái con sâu nó không quấn. Không để một cái vườn mà nó không quấn thế này. Có cái là ở đây có vẻ nó thích để một chỗ mà anh. Nó thích cái nhựa kia hơn. Cái nhựa kia nó ngọt hơn nhựa này nhá. Với lại cái lá này nó sạch, nó mịn, nó phẳng quá, đâm ra nó chui nó cũng ngại. Cái loại nó xoăn xoăn này lại dễ thích chui. Điền nó xoăn xoăn này. Móng đẹp, 8 triệu. Chỉ việc chơi. Quá ấm cung. Đấy, nào thích nuôi phôi u cục thì về có nhiều ý tưởng thì lấy con này cũng được, chân bệ hay. Còn chơi theo hơi xưa xưa một chút, chơi con này lá móng nó rất là sạch mắt, nhìn nó sạch mắt. Đấy, quá đẹp. Ông nào mà hàng cầm tay thì chơi con này. Năm điền về dễ làm. Dễ làm. Này có đi làm không người? Có anh. Tí đi giờ. Hồng Ngọc Mai rất nhiều. Quả anh trùng dâu. Rồi sang chỗ này tí. Lộc vừng à. Lê Minh Tuấn đây, của Lê Minh Tuấn đây. Xì. Sộp. Sộp sộp. Sộp phải túc nhỉ. Bé bé này nó mình khó phát hiện, phân biệt. Nó là sộp. 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 Sạch lắm các bác, cái này mà về thả nước để lên khay nước sạch lắm. Tất nhiên giá cả của cái này các bác có thích hay không thôi. Đấy, bệ rễ nó rất là sạch, nó trên chậu quá lâu năm rồi, ổn định đất đến độ nhấc đi đâu nó cũng được rồi. Kim tiền. Kim tiền. Hồng Ngọc Mai. Đây có cái sung vừa nãy đầu năm người ta thích mua sung lắm các bác. Chứ là đầu nậu xuống là mua, với cây này dáng gấp nó cũng hay. Thì chuyên gia buôn cây hảo trên Hoàng Hoa Thám trả có 300.000 không mua được. Đấy các bác. Đây đẹp lắm.
hoa giấy là này, bán hoa này. Rồi ok, vừa qua các bác ướt hết máy rồi. Để tôi sang khu vực công nhận có gì không bác nhá.